Hiện lệnh kê bán khủng, song giá cổ phiếu lại tăng. Tạo lập đang gom hàng, thế nào là che lệnh và thế nào là đề giá gom hàng? Tất cả những cái chiêu trò này của nhà tạo lập thì có thể được phát hiện thông qua việc theo dõi bảng điện. Hello và welcome mọi người đã quay trở lại với series Chứng khoán cho người mới bắt đầu. Và đã bao giờ các anh chị nhìn thấy những cái hiện tượng bất thường ở trên bảng điện hay là nghe thấy những cái cụm từ như là che lệnh, đề giá gom hàng? Vậy thì video ngày hôm nay sẽ giúp các anh chị phát hiện ra những cái chiêu trò này của nhà tạo lập thông qua việc theo dõi bảng điện, để giúp chúng ta có thể tránh rơi vào bẫy của nhà tạo lập cũng như là kiếm tiền ngay từ chính những cái cơ hội này. Và đây là video thứ hai trong chuỗi các video về việc theo dõi bảng điện. Và nếu các anh chị nào mà còn chưa biết cách theo dõi bảng điện một cách hiệu quả thì có thể click vào đây để xem video phần 1 nhé. Và bây giờ thì chúng ta bắt đầu video thôi. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tìm hiểu về kỹ thuật che lệnh. Vậy thì che lệnh là gì? Che lệnh tức là, hiểu một cách đơn giản là che lệnh có nghĩa là để cho cái mức giá mà mình muốn khớm nó không hiện ở trên bảng điện. Cái hiện tượng này thì thường xảy ra vào phiên ATC, bởi vì là nhà tạo lập hay là những cái bên nào mà muốn thao túng giá đóng cửa của phiên hôm trước cũng như là cái mức giá tham chiếu cho ngày tiếp theo thì họ sẽ phải khớp cũng như là thao túng được cái giá ở phiên ATC. Vậy thì quy tắc khớp lệnh ở phiên ATC sẽ là mức giá được khớp sẽ là tại cái mức giá mà khối lượng khớp được là nhiều nhất. Vậy thì đơn giản là nhà tạo lập muốn khớp ở mức giá nào thì họ sẽ kê một lệnh bán cũng như là kê một lệnh mua với khối lượng lớn ở tại mức giá đấy, thì nó sẽ xác định được cái giá đóng cửa cho phiên ngày hôm đấy. Vấn đề là họ không muốn cái mức giá này hiện ở trên bảng điện để mà các nhà đầu tư khác có thể phá hỏng kế hoạch của họ, thì họ sẽ phải tìm cách giấu cái lệnh này đi. Thì rất là đơn giản, thì là họ sẽ kê những cái lệnh ở bên, ví dụ như nếu họ là bên mua thì họ sẽ kê mua ở giá trần. Họ chỉ cần kê 100 cổ giá 1, 100 cổ giá 2, 100 cổ giá 3 ở ba cái mức giá tốt nhất. Vậy thì ba cái mức giá này nó sẽ hiện lên ở trên bảng điện và đồng thời là cái mức giá mà họ thực sự muốn khớp thì nó sẽ được giấu đi. Tất nhiên là cái này thì nó sẽ chỉ xảy ra ở trong phiên, và cuối phiên thì chúng ta sẽ nó sẽ lộ ngay cái lệnh này, bởi vì là ở trong phiên thì nó có thể hiện ra ba cái mức giá 1, giá 2, giá 3 này khác, nhưng cuối phiên cái mức giá được khớp thực sự thì nó sẽ thể hiện ra và cái khối lượng nó cũng sẽ được lộ ra. Và lúc này thì chúng ta sẽ biết được là xác định được là trong phiên thì đang bị che lệnh. Tiếp theo, một cái thủ thuật khác mà còn nguy hiểm hơn đó là cái thủ thuật đề giá gom hàng. Thì đề giá gom hàng là gì? Khi mà nhà tạo lập hay là bất kỳ một bên nào mà muốn gom cái cổ phiếu đấy với một khối lượng lớn thì vấn đề là họ sẽ không muốn là đẩy cái giá cổ phiếu đấy lên, tại vì là nếu mà mua một khối lượng lớn như thế thì thường là nó sẽ đẩy giá cổ phiếu tăng lên. Nếu họ không muốn xảy ra tình trạng như thế này thì họ có thể áp dụng một cái thủ thuật là đè giá, tức là khi mà họ muốn mua thì họ lại đặt một lệnh bán với khối lượng lớn. Thì làm như thế để làm gì? Khi mà những nhà đầu tư khác nhìn thấy một cái khối lượng bán lớn như thế hiện ở trên bảng điện thì thứ nhất là nó sẽ kích hoạt tâm lý và muốn bán tháo. Những cái nhà đầu tư khác họ sẽ nhanh chóng là muốn bán cái cổ phiếu đấy đi. Và thứ hai là để mà bán cổ phiếu đấy đi thì họ sẽ bắt buộc phải bán ở một cái mức giá tốt hơn là cái mức giá mà bên tạo lập đang kê. Tức là họ sẽ phải bán cổ phiếu đấy ở giá rẻ hơn. Thì những cái lệnh này nó sẽ được bên tạo lập đặt những kê những cái lệnh mua và khớp hết với những cái lệnh bán này của những cái nhà đầu tư nhỏ lẻ. Thì việc này nó sẽ giúp cho nhà tạo lập có thể gom được một lượng lớn cổ phiếu đấy ở một cái mức giá xác định từ ngày này qua ngày khác. Và cái hiện tượng này và cái hành động này của nhà tạo lập chắc chắn là nó sẽ để lại dấu vết ở trên bảng điện, và nó còn để lại dấu vết ở trên chính cái biểu đồ của cái cổ phiếu đấy. Chúng ta sẽ nhìn thấy những cái cây nến liên tục từ ngày này qua ngày khác ở một cái vùng giá cố định dao động với biên độ nhỏ. Thậm chí là với những cái thị trường mà nó xấu thì nhà tạo lập thậm chí là còn có thể bán gập giá cổ phiếu đấy xuống để tạo ra một cái tâm lý hoảng loạn, và tất cả những cái nhà đầu tư khác ở trên thị trường sẽ kê lệnh bán và dần dần là đẩy giá cổ phiếu đấy xuống thấp.
tạo lập thì ngay lập tức họ sẽ gom hết những cái lệnh này, họ khớp hết và đẩy giá cổ phiếu này trở lại vùng giá cũ, tạo nên những cái cây nến rút chân hiện lên ở trên biểu đồ. Và cái hành vi này thì thực sự là hết sức nguy hiểm, bởi vì khi mà chúng ta nhìn vào bảng điện, chúng ta nhìn thấy những cái lệnh kê bán với khối lượng lớn như thế, chúng ta có thể hiểu, mọi người có thể nghĩ là nhà tạo lập đang xả hàng, nhưng thực tế là họ lại đang gom hàng và chuẩn bị đẩy giá cổ phiếu đấy lên cao. Vậy nên là khi nhìn bảng điện thì chúng ta cần có một cái sự tinh tế nhất định, và chúng ta phải hết sức là tỉnh táo cũng như là cẩn thận để có thể tránh rơi vào bẫy của tạo lập, cũng như là phát hiện ra những cái cơ hội để có thể kiếm được tiền trên chính những cái chiêu trò này của nhà tạo lập. Vậy thì các anh chị đã hiểu hơn thế nào là gom hàng và thế nào là che lệnh chưa? Và nếu mà các anh chị vẫn còn những thắc mắc hay là có những cái chủ đề nào mà muốn team làm video thì hãy để lại comment phía dưới. Team sẽ tiếp tục ra những cái video mới để có thể phục vụ nhu cầu cho các anh chị. Và xem đến đây rồi thì các anh chị cũng đừng ngần ngại để lại một like, subscribe cũng như là nhấn cái chuông phía dưới để không bỏ lỡ bất kỳ video bổ ích nào từ team Take Profit. Bây giờ thì hẹn gặp lại các anh chị ở các video tiếp theo.